Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh đồng hồ Kilo Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Trở lại trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng, máy tự động, hàng quất tay. Các bác mình trong quá trình xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, nhanh tay chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Hôm nay thì trời đang chuẩn bị mưa cho nên là ánh sáng hơi kém một chút, các bác xem thì cũng thông cảm nhé. Rồi, ngay sau đây em sẽ đi vào phần giới thiệu các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc đầu tiên này, Technos Achilles, là một cái phiên bản thuộc bộ sưu tập Technos Skyline đến từ Thụy Sĩ. Technos Achilles với màu mặt xanh rất là đặc trưng, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch góc 3 giờ ạ. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng Technos Skyline ở đây. Nốm zin nguyên bản nha. Và đặc biệt thì em này còn zin được cả từ phần dây khóa nữa. Với chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc trên này là 39. Đó. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay. Em đeo lên tay cho bác cùng ngắm thử này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Technos này nhá. Màu mặt xanh cực kỳ là ấn tượng. Kèm theo đó là thiết kế phần mặt kính với điểm nhấn chém vắt 9 phần 9 cạnh như thế này, tạo cho nó cái độ bắt sáng cực kỳ là tốt. Bác nào mình thích những cái mặt mà có màu như thế này thì đây là một cái mặt với màu xanh rất là mát mắt và đẹp cho các bác này. Đó, và bộ máy bên trong của chiếc này mà các bác cùng ngắm nha. Đây sẽ là một bộ máy Technos tự động 20 năm chân kính. Chiếc này thì sẽ có phần bánh đà vàng ạ. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đó. Khi mà mua hàng ở bên cửa hàng Kiên đồ cũ thì các bác sẽ được bảo hành thêm trong vòng 6 tháng nữa nha. Rồi, mã số 1 ngày hôm nay, Technos Achilles Thụy Sĩ zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Đó, Zalo các bác với giá là 2.580.000. 2.580.000 ạ, mời các bác cùng chốt đơn nha. Chiếc số 2 này mang đến cho các bác một em Shimano Vista. Shimano Vista được ra mắt vào năm 1956 và đây được mệnh danh là một trong những chiếc đồng hồ xa xỉ của thương hiệu Sima thời bấy giờ. Sima mang phong cách thiết kế rất là sang trọng và tinh tế. Cọc số trải tia này, có một ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ. Các bác có thể thấy được cái chất liệu thép của chiếc đồng hồ này rất là tốt. Đó. Trải qua hơn 60-70 năm rồi, thế nhưng mà vẫn còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới rất là cao như thế này. Nó vỏ thép sáng bóng, thiết kế mặt đáy kiểu đáy đa giác nha. Size mặt chiếc Sima này là 34, chiều ngang và chiều dọc tính ở chân càng thì sẽ là size 45. Một form mặt khá là lớn so với những cái dòng đồng hồ xưa cùng phân khúc. Bộ máy cơ tự động và em này có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Sima Navista, máy cơ tự động, có hỗ trợ quất tay. Một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ này. Rồi, và ngay trên màn hình đây chính là bộ máy bên trong của chiếc Sima này nha các bác. Bộ máy Sima R80400, một bộ máy cơ tự động với 21 chân kính này. Đó, máy nguyên bản của đồng hồ nha, có khắc tên thương hiệu ở trên đây. Đó, một mặt khác của máy này. Tình trạng máy hoạt động tốt và em này cũng đã được căn lau chỉnh cũng được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đó. Sima Navista 1956, mã số 2, giao lưu các bác với giá là 2.480.000 ạ. Mời các bác cùng chốt đơn. Rồi, tiếp tục qua chiếc số 3, Hamilton. Nhắc đến thương hiệu Hamilton thì chắc hẳn là các bác rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Thương hiệu Hamilton đã có hơn 150 năm trong ngành sản xuất đồng hồ đeo tay và đây là một thương hiệu mà rất là được yêu thích. Chiếc Hamilton này thì thiết kế
với cái form dáng trông rất là nam tính. Nó bốn chân càng lớn cực kỳ chắc chắn như thế này, thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ, cọc số nổi và có một ô cờ lê cóc 3 giờ. Đó, nốm zin này. Chiếc Hamilton với chiều ngang size 36 và chiều dọc là 41. Em này bề dày là 11 ly nha. Đó, mặt kính phẳng này. Đó. Em đeo lên tay này. Em này phong cách quá là chất luôn ạ. Rồi các bác cùng ngắm ạ. Toàn bộ phần mặt cũng như là thân vỏ nó đều là một cái màu ghi xám, màu thép nha các bác. Bộ máy cơ tự động. Cơ tự động. Em sẽ mở máy trước này ra cho các bác cùng ngắm nha. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Hamilton này. À, đây sẽ là một bộ máy cơ tự động với 17 chân kính các bác nha. À, máy 5 tầng, máy thì còn rất là sáng và đẹp như thế này. À, một mặt khác của máy này. Em này thì được lau dầu, căn chỉnh ổn định. À, máy chạy chuẩn giờ rồi. Các bác về mình mua về thì hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi nhá. Hamilton mã số 3 có giá là 2 triệu 480 nghìn. 2 triệu 480 nghìn chốt đơn em mã số 3. Chiếc số 4 này, Hamilton máy cơ tự động 25 chân kính, một em đồng hồ đến từ Thụy Sĩ nha. Đó, Hamilton em này thì bọc vàng. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc một chút là cái lớp vỏ vàng là đã có xuất hiện vết hao mòn theo thời gian như thế này. Mặt cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Em này thì sẽ là một cái màu mặt trắng tỏa tia, kim cọc vàng và có một ô cờ lê cóc 3 giờ. Đó, phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép. Chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay. Đó. Em đeo lên tay này. Mặt cực kỳ nét ạ. Hamilton mã số 4 có giá là 2 triệu 080 nghìn. 2 triệu 080 nghìn mã số 4. Tiếp tục qua chiếc số 5, Bonjour. Một chiếc Bonjour bản chuông reo nha. Đây là một trong những cái phiên bản Bonjour được yêu thích nhất của thương hiệu đồng hồ này. Và cũng có cực kỳ nhiều các bác mà mình yêu thích và cũng như là muốn sở hữu sưu tầm cái dòng chuông reo này. Cái dòng này thì rất là tiện nếu như mà các bác mình phải hiện giờ đó, thường xuyên phải hiện giờ đấy. Thì ở đây các bác có thể thấy trên phần mặt kim sẽ có bốn chiếc kim nha. À, đối với cái chiếc kim bản hình mũi tên này, đây chính là chiếc kim để hiện giờ. Đó, hai nốm nằm tại vị trí gấp 2 và 4 giờ. Nốm gấp 2 giờ là để lên cót cho cái phần phần chuông ạ. Chuông hẹn giờ nha. Và nốm phía vị trí gấp 4 giờ là nốm để lên cót cho phần kim kim dây. Đó. Cái này thì máy có tay với 18 chân kính. Cách hiện giờ thì các bác sẽ kéo núm góc 2 giờ này ra bên ngoài và xoay đến vị trí cái giờ cần đặt và ấn nút thôi ạ. Đó. Qua màn hình thì các bác cũng có thể nghe được tiếng chuông reo rất là to rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì nó còn rung rất là mạnh ở trên tay em nữa. Đó, chiều ngang em này size mặt 34 và chiều dọc là 42 à 41. Ngang 34 dọc 41. Đó. Thân vỏ thép này. Bonjour chuông reo, một em máy cổ của đồng hồ Liên Xô. Mã số 5, chiếc này giao lưu các bác với giá là 1 triệu 790 nghìn nhé. 1 triệu 790 nghìn ạ, chốt đơn cho em với mã số 5. Tiếp tục qua mã số 6 và mang đến cho các bác một em Technot Super Crown, là phiên bản đồng hồ hàng cao cấp của thương hiệu Technot. Em này thì form mặt rất là lớn ạ, các bác có cổ tay to đeo thoải mái nha. À, thiết kế mặt kính chém góc, cọc số nổi dạng khối và có một ô cờ lê cóc 3 giờ. Chiếc Technot này có chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc là 43. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đáy bắt quái có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu ở đây. Nốm zin nguyên bản này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Technot Super Crown. Máy cơ tự động Thụy Sĩ.
Ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa nha. Bây giờ em sẽ mở máy bên trong này. Rồi và ngay trên màn hình đây chính là bộ máy của chiếc Technot này các bác nha. Đây một bộ máy với phần bánh tóc gai này. Bộ máy tự động 30 chân kính nguyên bản của Technot. Máy chiếc này sẽ là máy 2472, một bộ máy ETA của Thụy Sĩ ạ. Có khắc tên thương hiệu và chuyện ở phía bên trong mặt đáy của đồng hồ. Đó. Em này thì form rất là lớn các bác. Tay to là đeo ok luôn này. Rồi Technot Super Crown mã số 6. Giao lưu các bác chiếc này với giá là 2.880.000 ạ. Tiếp tục qua mã Rado McKinsey mã số 7. Phiên bản này được Rado cho ra mắt vào đầu những năm thập niên 70 các bác nha. Form rất là nam tính này, form mặt vuông cạnh bầu. Cọc số trải tia có cài đá đen và một ô cửa lấy cọc 3 giờ. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài của chiếc Rado sẽ là vỏ thép không gỉ. Núm zin nguyên bản có biểu tượng mỏ neo và mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở đây. Đó, dây khóa lụa. Size mặt chiếc này là 36. Chiều dọc sẽ là 43. Đó. Bộ máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Rado McKinsey Thụy Sĩ, thân vỏ thép, núm zin nguyên bản. Và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này các bác nha. Đây là một bộ máy tự động nguyên bản của Rado với 20 năm chân kính này. Em này máy vàng rất là đẹp nha. Đấy. Đây là một mặt khác của máy này. Rado Swiss. Nhìn vào bộ máy này thì làm gì có ai đoán được đây là một cái cỗ máy mà đã hơn 50 năm tuổi không ạ. Máy rất là đẹp luôn nha. Được lau dầu và căn chỉnh rồi. Bộ máy xứng đáng 10 điểm cho các bác. Rồi mã số 7 Rado McKinsey. Rồi giao lưu các bác với giá 2.380.000 nhé. 2.380.000 ạ. Chốt đơn em với mã số 7 này. Tugarit máy cơ tự động Thụy Sĩ. Đó, một em Tugarit form cổ nha các bác, cho các bác sưu tầm này. Em này thì sẽ là một cái form mặt vuông TV, mặt hai lòng và có một ô cửa lấy cọc 3 giờ. Size mặt khá là lớn nha. Chiều ngang size 37 và chiều dọc sẽ là size 40. Ngang 37, dọc 40 ạ. Bộ máy cơ tự động. Đó, em này thì thiết kế phần mặt hai lòng và cái phần miếng bên ngoài này thì sẽ có tạo hình những cái đường vân vải rồng cực kỳ là bắt mắt nữa. Có lịch. Toàn bộ thân vỏ là vỏ thép nha. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Tugarit ở đây này. Em đeo lên tay cho bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ này nhé. Bộ máy cơ tự động. Nó tình trạng hoạt động tốt. Và ngày hôm nay đến với cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì các bác sẽ sở hữu ngay chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ là tốt luôn ạ. 1.380.000. Chốt đơn cho em với mã số 8 nha. Sở hữu ngay một chiếc đồng hồ cơ cổ máy tự động đến từ một thương hiệu của Thụy Sĩ với giá chỉ có 1.380.000 thôi. Giá rất là tốt để cho các bác có thể giao lưu và sưu tầm. Rồi tiếp tục qua chiếc số 9. Số 9 sẽ là một em Mido này, Mido Commander. Ở thương hiệu này thì chắc hẳn là các bác cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Mido thì rất là nổi tiếng với những cái thiết kế thân vỏ được đúc liền nguyên khối như thế này. Đây và các bác có thể thấy được ngay trên màn hình đây cũng là một chiếc Mido với phần vỏ bên ngoài là vỏ đúc liền nguyên khối nhé. Những cái dòng như thế này thì máy sẽ được bảo vệ rất là tốt theo thời gian này. Đó, em này thì mạ vàng toàn thân luôn. Nốm zin nguyên bản. Phía dưới mặt đáy này có khắc tên thương hiệu Mido này. Đó. Toàn bộ phần cọc số giả đá quý và có một ô cửa lịch hai ngăn góc 3 giờ nha. Chiếc Mido này sẽ có size mặt là 37 không tính nốm ạ. 37 không tính nốm. Đó, bộ máy cơ tự động.
Cơ tự động nha, em đã lên tay cho các bác cùng ngắm này. Middle Commander, tự động Thụy Sĩ, thân vỏ vàng. Về phần máy bên trong thì đây sẽ là bộ máy của chiếc đồng hồ Mido này. Một bộ máy tự động 20 năm chân kính nguyên bản của Mido. Máy nha các bác nha. Đó. Rồi, chiếc này mã số 9 có giá là 2.880.000. 2.880.000 ạ. Chốt đơn cho em với mã số 9 nhé. Chiếc số 10 này. Số 10 mang đến cho các bác một em Masvin, một chiếc đồng hồ xưa cổ đến từ Thụy Sĩ ạ. Đây sẽ là một chiếc Masvin mang phong cách rất là vintage. Đó, mặt trắng, số trải tia, cọc số đan xen giữa các cọc số học trò và dạng mũi tên như thế này. Kim cọc vàng. Thân vỏ bên ngoài thì ở đây có chuyện là được bọc vàng 10 micron nha. Đó, vỏ bọc vàng 10 micron. Đây lớp vỏ vàng bên ngoài các bác này. Còn đẹp nha, khá là đẹp này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này. Chiếc Masvin có chiều ngang sai mặt 34 và chiều dọc là 39 ạ. Đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này các bác nha. Nó bắt đầu mưa rồi đấy, hơi ồn một chút các bác thông cảm nhé. Đây là một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Masvin với 17 chân kính ạ. Đó, máy em này thì còn sáng đẹp nhé, đã được lau dầu, căn chỉnh rồi. Masvin thì rất là đẹp với cái biểu tượng của thương hiệu này, thương hiệu biểu tượng rất là nổi bật. Bạn nào thích chiếc này chốt đơn em nha, mã số 10 với giá chỉ có 2.180.000 ạ. 2.180.000 chốt đơn em với mã số 10. Tiếp tục qua mã nha các bác ơi, Slava, thương hiệu đồng hồ đến từ Liên Xô ạ. Ngày hôm nay mang đến cho các bác một chiếc Slava với màu mặt xanh ngọc. Cọc số nổi và có hai ô cửa lịch cọc 3 giờ nha. Em này nó sẽ là một cái form trứng khá là cổ điển. Chiều ngang sai mặt 37 và chiều dọc là 42. Đó. Cái dòng Slava này nó là một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng có các cái thương hiệu đồng hồ Liên Xô những năm thập niên 70-80 đấy ạ. Phần niềng bên ngoài thì được người ta thiết kế với cái phần tạo hình những cái đường vân tỏa tia như thế này nữa. Đó. Ở đây thì có chuyện là được bọc vàng au 10 thì nó tương đương với lại bọc vàng 10 micron của đồng hồ Thụy Sĩ các bác nha. Thân vỏ này một vài vị trí là đang lên màu bã trầu rất là đẹp như thế này. Đó. Có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Đây sẽ là một chiếc núm với bộ lịch bơm vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động tốt các bác nhé. Mặt đáy thép. Đó. Size lớn dễ đeo, em đeo lên trên cổ tay cho các bác cùng ngắm thử này. Slava tự động Thụy Sĩ, ánh sợ lỗi Liên Xô. Tự động của Liên Xô và có hỗ trợ có tay. Đó. Chốt đơn cho em trên này nha, giao lưu các bác với giá là 1.790.000, mã số 11. Đây. Em tiếp tục qua mã số 12 này. Mang đến cho các bác một chiếc Slava, máy cơ quắt tay 26 chân kính ạ. Em này thì sẽ là một cái form mặt vàng mỡ gà nha, số trải tia và có lịch cóc 3 giờ. Đó, vỏ vàng sáng bóng này. Ở đây có chuyện là được bọc vàng au 10 các bác nha. Đó. Vỏ vàng bên ngoài là còn khá là đẹp. Đó. Rất là sáng, đáy thép. Em này có size mặt là 37, không tính núm. Bộ máy cơ có tay 26 chân kính nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, form khá là lớn, dễ đeo cho các bác. Thương hiệu đồng hồ đến từ Liên Xô. Slava mã số 12, chiếc này có giá là 1.280.000 nha. 1.280.000 ạ. 13 này, Caravan. Đây là một chiếc Caravan xưa. Thương hiệu đồng hồ Caravan trước đây là một nhánh của thương hiệu đồng hồ Bulova nha, một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, và sau những năm thập niên 80 thì thương hiệu này đã ngưng sản xuất. Đó, đây là một trong những cái cỗ máy của thương hiệu Caravan trước những năm thập niên 80. Đó, form mặt vuông cạnh bầu, phong cách rất là nam tính. Toàn bộ cọc số nổi và có một ô cửa lịch cọc 3 giờ. Em này chiều ngang size 34 và chiều dọc sẽ là 38. Đó. Núm zin nguyên bản. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ này. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu. Đó, form rất là dày dặn nha.
Chi này bề dày là 13 ly. Đó. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Caravan Thụy Sĩ. Mã số 13, chiếc này có giá là 1.580.000. Mã số 14, LG này, một chiếc LG 2 kim, hàng cổ của Thụy Sĩ các bác nha. Chiếc LG 2 kim này thì toàn bộ phần mặt số là số la mã này. Em này thì một vài vị trí mặt phía dưới và phía bên trên là đã lên màu bã trầu tía rất là đẹp như thế này các bác nha. Đó, thân vỏ vàng. Đây cũng là một cái form máy rất là mỏng gọn cho các bác. Mặt kính phẳng. Phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Trên này có chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc tính ở chân càng sẽ là size 35 nha. Đó, bộ máy cơ có tay ạ. Cơ có tay. Cái form hình giọt nước. Form rất là mềm mại, dễ đeo cho các bác. Đó, Elgin 2 kim, một chiếc đồng hồ cổ đến từ Thụy Sĩ. Mã số 14, chiếc này có giá là 1.480.000 nha. 1.480.000 ạ. 15 Pondrot, thương hiệu đồng hồ Pondrot đến từ Liên Xô, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Liên Xô. Đó, mặt vàng, em này thì sẽ là một cái form rất là cổ điển. Đây là một trong những cái phiên bản Pondrot đời đầu của thương hiệu này. Thân vỏ bọc vàng ao 20 và có triện này. Toàn bộ phần vỏ vàng đã lên màu bã trầu như thế này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép nha. Em này có chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 41. Đó, dây khóa lụa linh kiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Màu mặt vàng đồng nha. Bộ máy cơ có tay 17 chân kính. Đó, Pondrot. Mã số 15, chiếc này có giá 1.380.000 này. 1.380, mã 15. Slava. Một chiếc Slava mặt bát quái của đồng hồ Liên Xô, máy cơ có tay 26 chân kính ạ. À, và cái màu mặt của em này chính là một cái màu được lên dầu tự nhiên theo thời gian các bác nha. Mặt số la mã cổ điển, hai ô lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng ạ. Đó, phía dưới mặt đáy là đáy thép nha. Em này thì form lớn cho các bác có cổ tay to này. Chiều ngang size 39 và chiều dọc trên này là size 45 nha. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Slava, đồng hồ Liên Xô. Trên này mã 16 nha, giá 1.580.000 cho em. Mã 17, Dufunter. Dufunter là một trong bốn dòng đồng hồ chính của thương hiệu đồng hồ cao cấp Lucien Picard Thụy Sĩ. Đây sẽ là một chiếc Dufunter phiên bản cổ sưu tầm cho các bác. Đó. Em này có size mặt 33 nha các bác, chuẩn size cổ luôn ạ. Cọc số nổi, mặt vàng, thân vỏ bên ngoài thì được bọc vàng 10 micron và có triện ở trên phần thân vỏ nha. Đó, lớp vỏ vàng còn nguyên vẹn, đẹp, đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây là phần mặt của chiếc Dufunter này. Bộ máy cơ có tay nha, máy cơ có tay. Mã 17, chiếc này có giá là 1.650.000. 1.650, mã 17. 18, tiếp tục lên cho các bác một em Slava, máy cơ có tay 21 chân kính ạ. Đây sẽ là một chiếc Slava form mặt tràn viền. Mặt số học trò và có một lịch góc 3 giờ. Còn đây là một cái biểu tượng của quân đội Liên Xô, nó CCCP được khắc góc 6 giờ này. Thân vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Dây khóa lụa. Size mặt chiếc Slava này là 36 nha. Size 36. Đeo lên tay này. Slava mã 18 có giá là 1.480.000. 1.480.000. Tiếp tục mã 19. Sentina Wasterking 275, một chiếc Sentina máy cơ tự động của đồng hồ Thụy Sĩ. Đó, form mặt rất là vuông vắn, vuông thành bén cạnh. Phiên bản này được ra mắt vào năm 1974 các bác nha. Thân vỏ thép này, số chải tia có cài đá đen và một lịch góc 3 giờ. Em này chiều ngang size 33 và chiều dọc là 39 ạ.
máy tự động có hỗ trợ bắt tay. Chiếc dây khóa này thì là dây linh kiện các bác nhé. Santina Thụy Sĩ mã số 19. Em này có giá là 2.180.000 này. 2.180.000. 20 mang đến cho các bác một em Vostok. Đó, Vostok cổ máy cơ quát tay 17 chân kính nha. Mặt đỏ, mặt màu cà rốt, số trải tia và có lịch. Đặc biệt thì các bác có thể thấy được là cái phần thân vỏ của em Vostok này còn cực kỳ đẹp luôn ạ. Lớp vỏ vàng sáng bóng, bọc vàng ao năm và có triện ở phía dưới chân càng các bác nha. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Em này form cực chất luôn. Chiều ngang size 37 và chiều dọc là 43. Lên tay này. Đó. Vostok mã 20 có giá 1.080.000 nha. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên Đồ Cũ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.